Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 159 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, hiện Việt Nam đã ghi nhận 1.022 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong các ngày từ 27 đến 29 tháng 7 năm 2021, tại 8 tỉnh, thành phố có 159 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số bệnh nhân không qua khỏi cao nhất cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 27 đến 29 tháng 7 có 132 ca tử vong. Tại tỉnh Long An, từ ngày 27 đến 29 có 9 ca. Tại tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 27 đến 28 có 6 ca. Tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 27 đến 28 có 3 ca. Tại thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 7 là 1 ca. Tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 27 có 3 ca. Tại tỉnh Đồng Nai, từ ngày 27 đến ngày 29 có 4 ca. Tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 27 có 1 ca. Để nâng cao chất lượng điều trị, giảm số ca tử vong, Bộ Y tế giao các bệnh viện tuyến trung ương thiết lập 3.000 giường hồi sức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc các bệnh viện trung ương sẽ làm giám đốc các bệnh viện hồi sức COVID-19 này. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với các thông tin dịch COVID-19 đáng chú ý khác. Sau một tuần, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine được khoảng 300.000 người. Với tinh thần đẩy nhanh tiến độ, tiêm được nhiều người, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine và đơn giản hóa quy trình. Trong đó có 30.000 người trên 65 tuổi, 21.000 người thuộc nhóm ưu tiên, khoảng 243.000 người thuộc các đối tượng khác trong cộng đồng. Hiện số vaccine còn lại là khoảng 600.000 liều sẽ được tiêm trong vòng từ 1 đến 2 tuần. Tính trung bình mỗi ngày, thành phố sẽ phải tiêm hơn 42.800 đến 85.700 liều. Mỗi ngày đạt công suất khoảng 100.000 người. Xác định phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, thành phố kiến nghị Bộ Y tế phân bổ tăng thêm lượng vaccine, đơn giản hóa quy trình và đội hình để tiêm được nhiều người. Thời gian tới, thành phố dự kiến sẽ tổ chức tiêm vaccine từ 18 giờ đến 6 giờ trên địa bàn phường, quận với số lượng người cụ thể, có quy định, nhận diện để người dân có thể ra đường đi tiêm. Thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình nỗ lực cho cuộc chiến chống COVID-19. Bộ Y tế cho biết, điều các bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng số giường hồi sức tích cực bệnh nhân nặng lên 3.000 giường. Theo đó, ngoài bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh quy mô 1.000 giường do bệnh viện Chợ Rẫy chịu trách nhiệm đang hoạt động, Bộ Y tế sẽ cùng thành phố thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực khác, khoảng 3.000 giường để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng. Giám đốc bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang sẽ kiêm nhiệm giám đốc bệnh viện hồi sức COVID-19 500 giường đặt tại thành phố Thủ Đức. Đội ngũ y tế bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hỗ trợ bệnh viện Việt Đức để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại bệnh viện hồi sức này. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn sẽ kiêm nhiệm giám đốc trung tâm hồi sức tích cực của Bộ Y tế đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 của thành phố Hồ Chí Minh, quy mô 500 giường. Bệnh viện Trung ương Huế nhận nhiệm vụ thiết lập trung tâm hồi sức quy mô 500 giường đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 13, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các bệnh viện Phổi Trung ương, Lão khoa Trung ương, E và K chung nhiệm vụ thiết lập thêm một trung tâm hồi sức tích cực khác khi cần. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm cách ly y tế đối với các trường hợp F0, F1 tại nhà. Theo đó, một trong những vấn đề đáng quan tâm là việc quản lý chất thải rắn đối với các hộ gia đình có người cách ly. Bởi nếu nguồn rác thải này không được xử lý chặt chẽ, rất có thể sẽ làm lây lan dịch bệnh. Theo đó, ông Huỳnh Minh Nhật, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Sitenco cho biết, Sitenco là đơn vị thu gom rác thải y tế phát sinh tại các khu vực phong tỏa, tại nhà, nơi lưu trú của các hộ gia đình có thành viên là F0, F1. Tuy nhiên, hiện nay nhân viên của công ty phải thu gom rác thải ở các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến nên nhân lực không đủ để thực hiện. Do vậy, Sitenco đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với thành phố để chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích các quận, huyện cùng tham gia phối hợp thu gom rác ở những điểm cách ly tại nhà, sau đó tập trung ở một địa điểm của quận để công ty đến thu gom xử lý theo quy định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Chí Sĩ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường, rác thải phát sinh của những trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà cần được thu gom, xử lý theo đúng quy định như rác thải y tế. Nếu không xử lý, khử trùng đúng quy định, thì những loại rác thải này có thể là nguồn lây nhiễm rất lớn cho cộng đồng. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số lượng các ca F1, F2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng tăng cao. Nhiều khách sạn đã được trưng dụng để làm nơi cách ly tập trung có trả phí. Việc đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là vấn đề cần được quan tâm. Thường xuyên vệ sinh khử khuẩn khắp khuôn viên khách sạn, giám sát thực hiện cách ly tại khách sạn được thực hiện 24/24 thông qua hệ thống camera giám sát. Đây là những việc làm mà các khách sạn tại Nha Trang đang áp dụng. Thậm chí nhiều khách sạn yêu cầu nhân viên phục vụ công tác cách ly ở lại khách sạn trong suốt thời gian phục vụ. Về quy trình tiếp nhận khách F1 thì
chúng tôi áp dụng giống như là quy trình của đón nhận khách cách ly từ nước ngoài về, thì một cái quy trình khép kín và rất là nghiêm ngặt, có sự phối hợp giữa đơn vị tại chỗ và bên phía CDC, thì vấn đề khử khuẩn cũng như là test mẫu ngay ban đầu thì chúng tôi sẽ thực hiện trước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 36 khách sạn đăng ký phục vụ cách ly. Với hơn 7.000 phòng, tất cả các khách sạn được lựa chọn làm nơi cách ly trong đợt này đều qua thẩm định nghiêm ngặt của ngành y tế, trong đó hầu hết là các khách sạn từ 3 đến 5 sao. Thực phẩm cung cấp trong khách sạn cách ly được chế biến xong sẽ được nhân viên khách sạn vận chuyển đến trước cửa phòng cho khách. Sau đó, bộ phận phục vụ sẽ thông báo đến từng phòng để hạn chế tối đa nguy cơ tiếp xúc của khách cách ly. Khi bộ phận bếp chuẩn bị những cái thực phẩm thì thứ nhất là về quy trình nhận thực phẩm cũng như là nhập đầu vào thì đảm bảo về sự an toàn thực phẩm. Hiện tại chúng tôi vẫn cố gắng nâng cao về cái phần chất lượng của các món ăn cũng như là việc mà tương tác chăm sóc cho khách hàng. Khách sạn mà thực hiện cách ly là cái khách sạn đã được thẩm định, đã được cái chủ khách sạn người ta đăng ký tình nguyện để tham gia vào cái công tác cách ly. Chúng tôi đã tiến hành thẩm định và đưa vào cái quy trình hoạt động giám sát thật kỹ càng thì mới đảm bảo cái điều kiện để tiến hành cách ly. Đến nay, việc triển khai cách ly có trả phí tại các khách sạn được thực hiện suôn sẻ, đảm bảo an toàn. Theo thống kê của tỉnh Khánh Hòa, hiện có hơn 400 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính đang được cách ly tại các khách sạn. Dự báo trong thời gian tới, số lượng F1 đăng ký cách ly tại các khách sạn có thể gia tăng, do đó các khách sạn cần lên phương án chủ động để tiếp tục thực hiện tốt công tác cách ly y tế. Trước tình hình dịch bệnh tại tỉnh phía Nam, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến khó lường, để kiểm soát, phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh khi người dân từ các địa phương đang có dịch bệnh vào các địa bàn tỉnh, các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra vào tỉnh Phú Yên đã được thành lập. Những tổ liên ngành kiểm tra kịp thời sàng lọc, phát hiện, tầm soát dịch bệnh, đảm bảo tất cả người dân ra vào tỉnh đều được kiểm tra y tế, đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của chống dịch của Bộ Y tế. Những ngày gần đây, lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương đi qua tỉnh Phú Yên về các tỉnh miền Trung bằng xe máy cũng như ô tô riêng khá lớn. Chỉ tính riêng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ 1 khu vực phía Bắc Đèo Cả ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, trong một ngày có hàng trăm lượt người trở về địa phương bằng xe gắn máy. Trước khi mình về, mình phải đi xuống trạm y tế test lấy kết quả rồi mình mới đi về. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Phú Yên và lượng người dân tại các vùng dịch ở phía Nam trở về địa phương ngày càng tăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thành lập 8 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ, nối liền với các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai trên các tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn tỉnh. Các chốt kiểm soát tiến hành kiểm tra kiểm soát người và phương tiện đường bộ vào Phú Yên, phát hiện ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn tỉnh, tiến hành các hoạt động kiểm tra y tế, phối hợp đưa các trường hợp nhiễm bệnh nghi ngờ nhiễm bệnh COVID về các khu cách ly điều trị. Hàng ngày thì sẽ có một đồng chí cảnh sát giao thông là dừng phương tiện, rồi một đồng chí cảnh sát giao thông ngay đây là sẽ kiểm tra người ở đâu. Nếu mà người không phải của Phú Yên thì sẽ đo thân nhiệt, rồi cho họ tiếp tục hành trình. Còn nếu mà người về Phú Yên á thì sẽ cho đo thân nhiệt vào để khai báo, rồi mình sẽ báo kết quả cho địa phương hàng ngày. Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, dự báo người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, các lực lượng cần bố trí, tổ chức phân luồng người, phương tiện một cách khoa học hợp lý, kiểm soát chặt chẽ và tổ chức cách ly kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan. Nhìn chung là cơ bản là anh em đáp ứng được. Tuy nhiên là cũng còn một số mặt là chúng tôi đang rà soát lại tất cả các cái điểm để có cái điều chỉnh cho nó phù hợp. Ví dụ như trường hợp là kiểm tra các cái người ngoài vào thì cách thức kiểm tra ra sao? Người ở địa phương kiểm tra như thế nào? Người ngoài địa phương đi ngang qua Phú Yên thì kiểm tra như thế nào? Cái này chúng tôi đang cho rà soát lại để rồi kiểm tra lại để có cái quản lý chặt chẽ, tránh cái trường hợp là bỏ sót rồi người ta mang bệnh vào địa bàn. Tỉnh Phú Yên triển khai các biện pháp siết chặt kiểm soát người dân về từ các tỉnh phía Nam là giải pháp cần thiết lúc này để kiểm soát dịch bệnh lây lan. Công tác kiểm tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra vào tỉnh được yêu cầu hết sức chặt chẽ, đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân trở về địa phương cần tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế, đảm bảo theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế dịch bệnh lây lan.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. vtcnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, vtcnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 02-444-501-365. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.